mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tham thiền là phương pháp khai ngộ. Phật giáo sau khi được truyền sang Trung Quốc thì phân làm 5 tông phái là thiền, giáo, luật, tịnh và mật. Thiền là thiền định, giáo là giáo lý, luật là giới luật, tịnh là tịnh độ, mật là trì chú. Lúc này là lúc đã thiền thất nên chỉ giảng về giáo lý thiền, còn 4 tông phái kia thì tạm thời không đề cập đến. Thiền na dịch là tư duy tu, nghĩa là thường tư duy suy gẫm về một điều, việc gì tức là khởi đầu, xem xét ai niệm Phật gọi là tham thiền. Kỳ thật tham khởi đầu cũng chỉ là một vọng tưởng, bất quá chúng ta dùng vọng tưởng để chế phục vọng tưởng. Dĩ độc công độc, tức là lấy một vọng tưởng để tiêu diệt tất cả những vọng tưởng khác. Công phu tham khởi đầu đòi hỏi phải trải qua một thời gian lâu dài thì mới thành tựu. Do đó nói tham ngẫm lâu dần sẽ đắc thiền. Tham cũng giống như lấy cây khoan đục và gỗ vậy, chưa đục xuyên thủng thì chưa ngừng, chẳng thể nửa đường bỏ phế, bởi nếu thế thì hoàn toàn vứt bỏ công phu lúc ban đầu. Tham thiền quan trọng nhất là nhẫn nại. Khi quý vị có thể nhẫn nại đến chỗ tột đỉnh thì quý vị có thể đạt tới cảnh giới nhất niệm bất sinh, và khi một niệm chẳng sanh thì quý vị có thể khai ngộ. Có câu đầu sào trăm thước dẫn thêm một bước, nghĩa là khi quý vị ở đầu ngọn sào cao trăm thước, quý vị vẫn tiếp tục bước thêm một bước nữa, lúc ấy mười phương thế giới đều hiện toàn thể. Song pháp môn này đòi hỏi trong mỗi niệm lúc nào quý vị cũng phải dụng công, không thể lười biếng, không thể buông lung thì mới có hiệu quả. Trong Chứng Đạo Ca có nói rằng đốn giác liễu Như Lai thiền lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Nghĩa là thiền Như Lai thoát hiểu rồi, lục độ vạn hạnh thể tròn đầy, mộng thì rõ ràng có 6 nẻo, ngộ xong trống rộng không vũ trụ. Đốn tức là lập tức giác ngộ một đạo lý, rằng lý khả đốn ngộ, sự tu tiền tu. Nghĩa là lý có thể hiểu ngay lập tức, song sự thì phải từ từ tu. Về sự thì chúng ta cần phải tu từng bước một, còn về lý thì cần phải hiểu rõ ngay tức khắc. Sau khi đốn ngộ thì chúng ta biết diễn ở đâu để đi lấy nước. Còn lúc trước khi khai ngộ thì chúng ta chỉ nghe tiếng kéo dây kèn kẹt mà không biết diễn ở đâu. Ví dụ này thuyết minh Phật tánh từ đâu lại. Làm sao để chứng đắc Phật tánh? Chứng được Phật tánh không có pháp gì cả, chỉ có một cách là tham thiền, là tọa thiền. Bồ Tát dùng lục độ làm pháp môn tu hành, bố thí độ tánh bọn xẻ và tham lam, trì giới độ việc hủy phạm, nhẫn nhục độ sân hận, tinh tấn độ giải đại và biến nhát, thiền định độ tán loạn, trí huệ độ ngu si. Chỉ khi tu lục độ cho đến viên mãn thì ta mới khai ngộ rằng chúng ta lúc nào cũng ở trong mộng, rằng nhân sinh nhất trường mộng, nhân tử mộng nhất trường, mộng lý thân vinh quý, mộng tỉnh tại cùng hương, tiêu tiêu thị tác mộng, bất giác mộng hoàng lương, mộng trung nhược bất giác, uổng tác mộng nhất trường. Nghĩa là người sống một tràng mộng, người chết mộng một tràng, trong mộng thân vinh quý, tỉnh mộng vẫn nghèo sơ, ngày ngày cứ nằm mộng, chẳng biết mộng kê vàng, nằm mộng mà chẳng biết, uổng thay mộng một tràng. Lúc mộng, chúng ta thấy rõ ràng, có lục thú, tức là 6 nẻo, trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Đến lúc giác ngộ mà thấy tam thiên đại thiên thế giới đều chẳng có. Vì sao? Vì chúng ta không còn chấp trước. Khi chúng ta chẳng còn chấp trước, thì vạn vật tự phản bổn hoàn nguyên. Như thế làm sao còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Mọi thứ đều chẳng còn. Có người nghe rằng bốn tướng đều hết thì chẳng dám tu hành vì ngộ nhận rằng, tu đến cực điểm thì người và ta chẳng hiện hữu nữa, chúng sinh cũng hết sạch, thọ giả cũng không còn, vậy thì sao đây? Lúc ấy công việc làm cũng hết luôn, e rằng tôi sẽ tắt nghiệp mất. Quý vị nhất định cần có việc làm hay sao? Vậy thì cứ tiếp tục điên đảo đi. Khi tu hành đến chỗ không còn bốn tướng, thì quý vị sẽ quét sạch tất cả pháp, xa rời tất cả tướng, chứng đắc thực tướng của mọi sự, rằng nhất pháp bất lập, vạn pháp giai không,
nghĩa là một pháp chẳng lập, mọi sự đều không. Chẳng thể nói suông là mình hiểu đạo lý này mà chúng ta bắt buộc phải chân chánh chứng đắc cảnh giới một pháp chẳng lập, mọi sự đều không. Lúc ấy sẽ chẳng còn gì là khổ, chỉ hưởng thọ sự an lạc. Người ta ở đời nếu không chấp trước danh vọng thì cũng ôm chặt lời lộc, không chấp trước tiền tài thì lại mê đắm sắc đẹp, do đó không thể nhìn thủng được mọi hiện tượng, chẳng thể buông bỏ tất cả chấp trước. Muốn nhìn thủng, muốn buông bỏ, xong lại chẳng làm đặng. Vì sao không xả được? Bởi vì trong tâm có con quỷ tinh tế và con trùng lanh lợi tác quái. Do đó có rất nhiều việc mình để lỡ cơ hội đối diện với Đức Quan Âm mà không nhận ra được Ngài. Đức Quan Âm Bồ Tát ở ngay trước mặt thế mà cứ đi tìm kiếm khắp mọi nơi. Đó chính là bị điên đạo vọng tưởng chi phối vậy. Chữ tham trong tham thiền có nghĩa là quán chiếu, là quan sát. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu bát nhã, nghĩa là trong từng ý niệm ở mọi thời điểm, quý vị phải quan sát xem chính mình có mặt ở đây hay không, tức là có tự tại hay không. Đừng xem xét kẻ khác, tức là tha tại. Hãy quan sát xem mình có ở tại đây hay chăng. Nếu mình có mặt ở đây thì có thể tham thiền dụng công tu hành. Nếu mình chẳng ở tại đây, tức là mình đang khởi vọng tưởng lăng xăng, nghĩ ngợi vớ vẩn. Thân tuy ở thiền đường nhưng tâm lại rong ruổi tận nụ ước hay ý đại lợi. Đi tới đâu tâm cũng phan duyên, thành ra mới không được tự tại. Quán chiếu tự tại tức là Bồ Tát, quán chiếu không tự tại tức là phàm phu. Quán chiếu tự tại là thiên đường, quán chiếu không tự tại là địa ngục. Nếu chúng ta quán chiếu với sự tự tại, tâm không chạy ra ngoài, chỉ có thể thực hành bát nhã ba la mật tâm sâu. Lúc tham thiền, thân ngồi tại thiền đường, tâm miên mật tham ngẫm liên tục, không gián đoạn, thì mới đúng là thực hành bát nhã tâm sâu, mới tìm được trí huệ. Khi đắc đại trí huệ, thì tới được bờ bên kia, bờ giải thoát. Bí quyết tham thiền là triều giả tư, tịch giả tư, nghĩa là ngày suy tư, đêm cũng suy tư. Ngẫm nghĩ, suy tư cái gì? Nghĩ nhớ niệm Phật là ai? Ngày nay tham thiền, ngày mai cũng tham. Ngày ngày tại thiền đường thực hành bát nhã ba la mật thâm sâu. Nhưng không phải chỉ một thời gian ngắn là quý vị có thể nếm được mùi thiền vị ngay đâu. Quý vị phải trải qua một thời gian lâu dài mới được. Khi có công phu thực hành bát nhã ba la mật thâm sâu, thì mới có thể soi thấy năm uẩn điều không. Năm uẩn còn gọi là năm ấm. Uẩn có nghĩa là tụ tập, ấm có nghĩa là che đậy, bao phủ. Vì sao chúng ta không được tự tại, không đắc giải thoát? Bởi vì chúng ta bị năm ấm che phủ. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thứ nhất, sắc uẩn. Có chướng ngại thì gọi là sắc, có hình tướng cũng là sắc. Sắc uẩn chẳng không thì khi thấy sắc, ta sẽ bị sắc trần làm mê hoặc. Khi nghe âm thanh thì bị thanh trần mê hoặc, khi ngửi mùi hương thì bị hương trần mê hoặc, khi nếm mùi vị thì bị vị trần làm mê hoặc, khi tiếp xúc với vật thì bị xúc trần làm si mê. Nghĩ muốn khiến cho sắc uẩn là không, thì bên trong phải không có tâm, bên ngoài không thấy có hình tướng, xa gần không có vật thể. Sắc quan có nghĩa là đủ thứ sắc đẹp, nhan sắc khiến hoa cả mắt, khiến ta không nhận biết rõ ràng, mờ mịt giống như cái mù vậy. Trong Đạo Đức Kinh có nói, ngũ sắc linh nhân mục manh, ngũ âm linh nhân nhĩ lung, ngũ vị linh nhân khẩu sản, nghĩa là năm sắc khiến mắt người mù, năm âm khiến tai người điếc, năm vị khiến miệng người đớ. Những thứ ấy đều do bị sắc uẩn mê hoặc. Nghĩ phá được sắc uẩn rồi thì núi sông, đất đai, thành quách, nha cửa đều rộng không cả, chẳng còn gì rắc rối nữa. Do đó, sắc uẩn chưa không thì chúng ta còn chấp trước ở sắc. Khi chấp trước ở sắc thì không thể trừ khử được kiến hoặc, tức là sự mê muội của cái thấy. Kiến hoặc là do khi gặp cảnh thì khởi lòng tham ái. Cảnh giới ở đây là ám chỉ cho sắc đẹp. Khi đối trước những hình dáng xinh xắn, nếu ta sinh lòng tham lam hay yêu thích, tức là có chấp trước. Kiến hoặc có 88 phẩm, nếu chẳng đứt hết được thì sẽ chứng sơ quả A-la-hán. Người tu đạo chúng ta trước tiên cần phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc vốn tồn tại trong tam giới, rồi sau đó mới đoạn 81 phẩm tư hoặc ở tam giới. Tư hoặc là do mê muội chân lý nên khởi phân biệt, tức là đối với tất cả đạo lý mình không nhận thức được rõ ràng. Khi đoạn trừ hết 81 phẩm tư hoặc thì sẽ chứng
tứ quả A-la-hán. Thứ hai, thọ uẩn. Thọ là lãnh nạp, lãnh thọ, phát sinh cảm giác. Khi cảnh giới đến, chẳng cần suy nghĩ gì, liền tiếp thụ, lãnh nạp, phát ra cảm giác. Như ăn món gì cảm thấy ngon, đó là thọ. Mặc áo đẹp, cảm thấy vui, cũng là thọ. Ở nhà tốt, cảm thấy thích, đó là thọ. Ngồi xe tốt, có cảm giác êm ái, đó cũng là thọ. Khi thân tiếp thọ bất cứ thứ gì, và có cảm giác ra sao, đều gọi là thọ. Thứ ba, tưởng uẩn, tức là tư tưởng, ý niệm. Vì năm căn tiếp xúc lãnh thọ cảnh giới của năm trần nên phát sinh ra đủ thứ vọng tưởng, đủ thứ ý niệm. Những ý niệm này thoát sinh ra trong tâm và thoát diệt mất. Đó là những ý niệm thuộc về sắc và có liên quan đến thọ. Thứ tư, hành uẩn. Hành có nghĩa là thiên lưu, dời đổi, lúc tới lúc đi lúc tới. Chẳng khi nào ngừng nghỉ, trôi mãi không dừng. Do vọng tưởng chi phối khiến ta làm thiện hoặc làm ác, và những ý niệm ấy được phản ảnh qua hành vi và lời nói của chúng ta. Mọi hành vi ấy đều thuộc về hành uẩn. Thứ năm, thức uẩn. Thức có nghĩa là phân biệt, cảnh giới tới thì sinh tâm phân biệt. Ví dụ, thấy sắc đẹp thì sinh lòng vui thích, nghe lời ác thì sinh lòng ghét bỏ, vân vân. Nếu phá thủng được năm uẩn, thì sẽ vượt qua mọi khổ ách, cũng chẳng còn tài ách chi. Vì sao chúng ta có tài ách? Bởi vì chúng ta chưa dẹp bỏ được hai thứ chấp trước, đó là chấp ngã và chấp pháp, tức là chấp vào mọi sự việc. Trong bài Chứng Đạo Ca của Đại sư Huyền Giác có nói, ngũ uẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một, nghĩa là năm uẩn như mây trôi, chẳng đến chẳng đi, ba độc như bọt nước, giả có rồi biến mất. Năm uẩn xưa nay vốn không có tự tánh, hệt như đám mây trôi, thoạt nhiên có, thoạt nhiên biến mất. Khi không rõ thấu đạo lý này, chúng ta sẽ mãi bị năm uẩn che lấp, không thể tự tại, không đặng giải thoát. Người tu đạo phải phá năm uẩn, như mây bay lại, mặc nó lại, nếu nó trôi đi, mặc nó đi, không cần chú ý tới, không cần chấp trước nó. Ba thứ độc tham sân si thì giống như bọt nước, vốn không có thực thể. Chúng tự sinh ra rồi tự mất đi, nên đừng chấp trước vào chúng. Bài Chứng Đạo Ca lại nói, chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước ác tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sinh, tự chiều bạc thiệt trần sa kiếp. Nghĩa là chứng thực tướng không nhân pháp, sát na rũ sạch nghiệp ác tỳ, nếu đem lời dỗ gạt chúng sinh, tự chiều cắt lưỡi hằng sa kiếp. Thực tướng tức là vô tướng, vô sở bất tướng. Không có hình tướng gì, song không có gì chẳng phải là nó. Cũng có nghĩa là tạo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng, nghĩa là quét sạch tất cả mọi pháp, mọi sự, rời bỏ mọi hình tướng, mọi quan niệm. Có thể nói là phản bổn hoàn nguyên, chứng đắc tự tánh thanh tịnh. Tức là tới được cảnh giới này thì cũng chẳng còn có người, có pháp, nhân pháp đều quên hết. Đó là chứng đắc lý và thể của thực tướng. Lúc ấy, chỉ trong sát na, tất cả tội nghiệp đọa địa ngục vô giá đã tạo ra trong vô lượng kiếp về trước, lập tức tiêu diệt hoàn toàn. Đại sư Vịnh Gia nói rằng, nếu tôi đem lời giả dối để gạt gẫm chúng sinh, tôi xin cam tâm tình nguyện vào địa ngục rút lưỡi, chịu khổ trong vô sơ kiếp như số các bụi về. Lúc ở thiên đường, quý vị hãy chân thật tu hành, giống như tầm kéo tơ vậy. Quý vị phải nhẫn nại, từ từ kéo từng sợi tơ thì mới không bị rối. Cho nên tự cho mình là thông minh, muốn tìm đường tắt, muốn dùng phương pháp khoa học để khai ngộ, đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn. Nếu khoa học có thể làm cho ta được khai ngộ, thì các nhà khoa học gia đã từ không chui vào chỗ bế tắc, họ đã sớm khai ngộ từ lâu và đã không để cho quý vị có phần đâu. Cho nên nghĩ ngợi mông lung, mà phải thành thật đúng phép mà tham vấn câu niệm Phật là ai, lưng mỏi cũng phải chịu, chân đau cũng phải nhận. Nhẫn nại đến cực điểm sẽ có lúc quý vị được khai ngộ rằng bất kinh nhất phiên hàng tuyệt cốt, chậm đắc mai hoa phát tỷ hương, nghĩa là không qua một lần lạnh buốt xương sao được hoa mai tỏa ngát hương. Quý vị hãy chú ý,
chớ quá thông minh rồi lại bị sự thông minh đánh lừa mình. Phải nhớ, một phần nỗ lực tu hành là một phần công phu gặt hái được. Tu hành là chân thật công phu, không phải khẩu đầu thiền, tức là thiền nói suông. Chỉ nói suông mà không thực hành thì không ích lợi gì. Thiền nói suông chẳng những không giúp ích cho việc khai ngộ mà ngược lại nó trở thành một chướng ngại. Do đó, không nói mới là thiền. Một niệm linh quang có thể triệt chiếu thiên địa, quý vị cùng mười phương ba đời chư Phật chẳng hề khác biệt. Vì sao chúng ta không thể chứng đắc tam thân, tử trí, ngũ nhãn lục thông? Vì kẻ phàm phu chúng ta có vọng tưởng quá nhiều, nên làm cho trí huệ bị che khuất. Vọng tưởng làm cho ta không có quang minh, biến quang minh thành ra vô minh. Cả ngày cứ khởi mê hoặc tạo nghiệp nên thọ nhận quả báo đau khổ trong vòng sinh tử. Tam thân tức là pháp thân, báo thân và ứng thân, hoặc là hóa thân. Tứ trí là thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên chính trí. Ngũ nhãn tức là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn. Lục thông tức là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tận thông. Khi quý vị đã dứt tuyệt mọi vọng tưởng thì mới chứng đắc được những cảnh giới này. Đây chẳng phải là một thứ triết lý, một thứ lý luận huyền diệu bí ẩn gì cả, chỉ là một thứ hiện tượng tự nhiên, rất là bình thường, do chân thật dụng công mà chứng đắc được, chẳng có chút chi là kỳ lạ. Từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta bị vô minh che phủ, chẳng gặp được bằng thiền tri thức giác dẫn, không biết thế nào là minh tâm kiến tánh, nghĩa là hiểu rõ tâm và thấy được tánh, không biết thế nào là phản bổn hoàn nguyên, tức là trở về nguồn cội. Chúng ta tu thiền chính là để minh tâm kiến tánh, để phản bổn hoàn nguyên vậy. Nếu được giải thoát thì sẽ không còn quái ngại, ngăn trở, xa rời mọi điên đạo mộng tưởng, cuối cùng tới đặng niết bàn vậy. Ha ha ha,